Đà Bạc. Đà Bạc gần đây, tí nữa mình chạy thẳng đường luôn. Tức là thẳng đường lên cái kia luôn á? Ờ. Xem rồi đúng không? Xem rồi, xem rồi. Ăn cái gì à? Không, tao đây, tao đây. Để thở đã, thở đã. Nhà tôi gió những cái ở đó ngay thì hầu khắc nhiệt. Khắc nhiệt, vãi khắc nhiệt. Hầu như là nắng nhiều hơn mưa. Cái cả cái lá cây, cả cái ấy nó khô nó rung xuống. Cây không mà cây còn mọc rêu đến mức ấy là hiểu. Đây tôi chú ở đi. Được đấy. Thằng này liên hệ với tôi dẫn đi. Tối em sẽ cử một anh nam lực lượng dẫn mấy anh đi. Đi bắt cá sấu. Thôi cá sấu mà dẫn mấy anh đi. Tôi sướng xong với Tuấn.